mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái áo cổ treo mà mình viền giận. Rồi đầu tiên á, là mình có cái thân áo bình thường trước nè, rồi cổ á, cái này là thân sau nha bạn. Các bạn xuống ba và qua cổ 8 phân. Rồi ngay cái điểm mí đô đó mình vẽ xéo xuống cái vùng nách. Vẽ xéo xuống làm cái cổ treo, mình gọt bỏ cái phần đô đó. Rồi cái thân áo này là thân tay liền nha các bạn. Rồi từ mí đô đó mình xuống một phân, mình bỏ đó cho nó cách nó hở cái mí bâu của mình một phân. Rồi cái thân trước thì mình cũng qua 8 phân. Rồi xuống 8 đô, ở sau qua nhiêu á thì ở trước mình qua giống như vậy, để gáp vô vào cho nó hai mí đô nó bằng nhau. Rồi ngang đó thì 5,5 phân, mình vẽ xéo lên cái mí 8 xăng đó, mình móc cổ tròn. Rồi danh bỏ cái đó. Rồi ở cái mí đô ở trước á, thì mình giữ vẫn giữ nguyên, mình không có gọt bỏ miếng nào hết. Mình không có gọt xéo từ cái mí đô ra xuống cổ, mà ngay đường đó mình vẽ xéo xuống vùng nách luôn. Để được như cái cổ đó thì các bạn xuống từ trên chiều dài xuống 18 xăng, rồi nhá ngang một cái. Rồi mình lấy cái độ cong của cái cúp ngực đó lên 3,5 cm. Ở ngoài các bạn vào 9 xăng và điểm dấu chính giữa ngay cái chỗ mà vòng cong của cúp ngực. Đó, ở ngoài thân xếp đôi các bạn đo vào 6,5 và vẽ xéo lên cái mí móc cổ. Xéo lên thì tùy mình, các bạn muốn muốn túm vào nhiều thì mấy ở đây mình qua là 3 xăng. Rồi mình sang phấn xuống, sang mực xuống dưới, để khi mình đặt lên quải mình xè sang phấn nó dễ. Rồi xong cái phần rập giấy á, thì chúng ta cắt đặt cái lên thân vải. Ở đây cái mấy cái đường vòng nách á, mình cũng quyền luôn cho nên là mình cắt sát hết các bạn, mình không có chừa heo. Còn ở bên hông của cái áo á, thì mình đã chừa heo hết rồi, bên giấy mình đã chừa heo rồi. Rồi điểm phấn mấy cái bên xuống. Xong cái phần thân sau rồi, bây giờ mình xếp quải, mình đặt cái thân trước lên đoạn cái đoạn dưới. Rồi ở đây mình cũng cắt sát hết luôn. Đó mình sang phấn mấy cái mí mà khi nữa mình cắt rời ở trên đó, ngay cho nó xuống giải hết. Rồi đó mình vẽ lên bề mặt luôn, cái đó là bề trái. Bây giờ mình sang phấn xuống bề mặt hết, sang phấn mấy cái dấu đó. Rồi tới hai cái miếng ở trên mình đặt cũng vải theo chiều dài của áo luôn, theo vải xuôi, rồi mình sang phấn cái đường mình cắt đó. Những cái đường xung quanh đó thì mình viền hết rồi cho nên mình không có chừa heo, mình chỉ chừa heo cái ở lớp dưới đó, đặng khi mình đặt lên cái đoạn dưới của cái thân trước đó.
Rồi mình sang ra bề mặt của nó. Cái mà lớp đó là mình trải nè, là mình đã để trải bề mặt lên ở trên dưới ở dưới rồi đó các bạn. Rồi mình lật ở vô vào trong mình đánh chéo về trái. Rồi mình nối kế hai cái mí đó lại để mình đo cái vòng cổ. Vòng cổ thì các bạn đo cách cái đường đó khoảng 8 ly. Mình đo cổ trước với cổ sau. Rồi mình cộng với cái 1 cm mình gọt bỏ khi nãy luôn đó là nó là 22,2. 22,2 cm. Rồi cái này thì mình cắt cái dây giải quyền. Ở đây vậy áo thì đen nhưng mà mình muốn làm cái điểm nhấn nó viền đỏ cho nó nổi, nó bật lên. Rồi mình sử dụng hai cọng bề dài thì mình đổ chừng vừa đó thôi, còn bề ngang thì 3 cm. Rồi mình cắt mấy cọng mình quyền nách trước với nách sau nè, 4 cọng, với mình quyền cái cổ sau luôn. Cái cổ sau mình tí nữa mình sẽ mổ một cái lỗ ở chính giữa cổ thân sau. Bốn cộng ở đây vậy là mình cắt 4 cộng, nhớ lộn. Rồi cắt dây quyền xong rồi thì mình quyền mấy cái dằn, trước tiên là mình dằn bằng chân vịt hết các bạn, dằn hai cái đường bên hông của hai cái miếng, hai cái thanh ở trên cổ đó. Rồi ở đây mình sử dụng quyền dẹp hết. Quyền dẹp sao mình thấy mình thích áo quyền tròn ấy, thì nhìn xem nó to mà thấy nó ô dầm quá à. Nhìn nó không có thanh mảnh. Rồi mình sang phấn cái điểm chính giữa của cái cổ phía trước đó, sang ra bề mặt luôn, sang bề mặt rồi sang bề trái hai dấu. Để khi mình viền xong rồi mình nhấn góc á, thì mình còn cái đường phấn để mình nhấn cho nó đẹp, nhấn theo. Rồi các bạn bấm cái khi mình viền mình quay góc nó dễ. Rồi đặt lên các bạn can, bạn can hai bên 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 mép bên trong vải xếp đôi của cộng viền đó thì bằng chân vịt. Rồi miếng ngoài thì đặt hai lớp bằng nhau, tại vì cái cộng viền thì mình đã cắt số lượng nó 3 xăng nó đều hết rồi. Cần đặt bằng và lái ở trong thì nó thẳng nó đều rang rồi. Nó không có bị đường viền nó không có bị chỗ nhỏ chỗ to. Rồi bật ép trở ngược lại hai đường ba hai lớp của dây quyền rồi một lớp kia, các bạn úp trở ngược qua mép thân hết. Đó cái mí phấn hồi nãy mình làm dấu đó, các bạn nhíu lại xếp góc chắn cái góc xéo cho nó có cái góc vuông tim. Rồi cái này là hai cái thanh ở mép trong, hai cái thanh ở trên cổ mà mép trong, mép trong cổ. Còn hai cái đường ở ngoài vòng nách đó, thì mình sử dụng quải viền đen chứ mình không viền đỏ. Viền đỏ nữa nhìn nó nhiều quá, màu mèo quá. Tại vì cái cổ mình cũng đã viền này. Đó là hai cái
thanh mình quyền bên hai bên đường nách đó. Cái cơ chế của cái bàn lửa là cái nó lửa tới rồi, cho nên là cái thân mình để nằm dưới, còn quyền nằm trên. Những cái đường mà nó không cong nhiều các bạn chỉ cần vịn ở trên một tí nhẹ là được, chứ khỏi căng ra, căng ra nó sẽ nhăn nó xấu đó. Xong mình viền cái đường trong và đường ngoài vòng nách rồi mình kế vô đó, mình đã điểm phấn hết rồi đó, các bạn chỉ cần để ngay đi dấu phấn là đọt thôi. Mình đi mũi kim cho nó ngay cái đường giao nhau giữa quải hai màu quải đó. Rồi bên đây thì lại mối nắp bên vòng nắp và đột trở ngược vào trong cổ. Rồi coi như xong đoạn dưới của cái phần đó của thân trước. Rồi bây giờ thì mình viền nắp thân sau. Hai đường nắp, hai đường treo đó. Rồi đọt áp qua. Rồi ở đây thì mình sơ lược một bên cho các bạn xem thôi. Rồi bây giờ thì mình móc cái cổ. Mình gọt cái cổ xuống tầm cỡ 12-13 là được rồi. Rồi các bạn cũng viền giống như ở bên nắp vậy đó. Rồi quay góc ngang qua. Đến khi mà ngay cái góc đó thì mình đi cái mũi kim mình cho nó meo ra kế đường cắt, chứ cách 2 ly nha các bạn. Bên cái thân xong rồi thì mình đi vẽ cái cổ áo, cái bâu ở trên đó. Mình gạch một đường thẳng rồi các bạn đo lên cho mình 8 cm. Rồi mình vẽ, mình lấy cái đường cong của cái cổ đó, như vậy nó mới ôm cái cổ đó các bạn. Để không thôi là nó sẽ không có tròn ốp vô. Rồi mình nãy mình đo 22/2 đó, mình đo đường xích đôi bên keo qua. Rồi mình vẽ xéo vào cho nó, khi mặt vô thì nó cái cổ nó ôm. Rồi từ cái đường cong đó các bạn đo 4,5 cm, và cái điểm đó thì 4 cm thôi nha, cái đó là ở phía sau. Ở trước thì mình 4,5. Rồi còn một điểm cuối thì 4 cm nè, bắt đầu mình nối cái đường cong đó lại. Rồi cắt cái đường đó và cắt cái đường cong ấp lên đó luôn. Rồi mình để mình có được mấy cái vợn đó thì mình đo 3 phân 3 phân, mình làm dấu điểm phấn hết. Rồi mình móc cái đó, mình vẽ cái vợn đó theo ý của mình, sâu cạn thì theo ý của mình. Mình đánh lên, đánh 3 cái đó, các bạn lạng xuống rồi các bạn móc lên 3. Ở đây mình đi cái độ sâu nó 1 cm đó các bạn. Rồi ở đây mình lưu ý với các bạn là mình sử dụng keo ép biên cam mà loại cứng nha các bạn, cứng nha, chứ không có mềm mà giống như cái quyền mà cổ treo khoét lỗ hôm trước. Rồi ủi lên vải xong, vải màu đen, và mình sử dụng vải đỏ để viền cho nó nổi lên. Rồi mình ấp mặt lên, rồi mình đột làm sao mà
ở ngoài cái mí keo đó, mình đột lên trên mí keo, nhưng mà ở ngoài đường cắt cho mình vào 2 ly là 2 mũi kim á các bạn. Rồi hai đầu thì các bạn đột sát vách mí keo. Đầu xong rồi mình cắt chị hao đường may ra cách cái mí keo là 5 ly. Đó, xong rồi các bạn bấm lấy cây kéo các bạn nhấp vào cho nó ngay cái cua đó, nhắm nhấp vô vừa đụng mí keo thôi, đừng cho đứt mí keo. Cắt xong đó thì mình vanh ngay ngay mấy cái cạnh góc đó cho nó nhỏ lại, nhỏ cái đường nó sát lại. Rồi lộn lại bề mặt. Lộn lại bề mặt thì đương nhiên đó, các bạn kéo vào thì nó đụng mí keo rồi thì nó lú cái viền lên. À, có bạn thì hỏi mình tại sao mà cái mí viền mình lại viền được mí giận. Đó đó là bí kíp đó các bạn. Rồi xong rồi mình xếp đôi chính giữa của mí cổ trước nè, sang ra sang sang ra mà bề trái mép trong. Rồi mình đặt cái mí trên mình cắt bỏ của cái cổ khi nãy đó, mình làm dấu hai bên trước đi. Rồi xong rồi mình đặt hai cái đường xéo của cái thân đó mình kế lại, mình làm dấu phấn lên, sang lên hết tất cả, lên cái mí bầu hết đó, lật qua bên đây sang rồi lật qua bên kia cho nó đều. Rồi cách một phân cái lúc mà mình gọt thân sau mình bỏ đó các bạn, mình cũng làm dấu lên luôn. Rồi bạn lật lại bề bề mặt của lớp keo đó, mình kéo vô mình sang phấn. Sang phấn rồi các bạn đột cái mũi kim cho nó trên trong cái đường mình sang phấn đó 1 ly cho mình. Rồi trừ cái điểm phấn chính giữa ra. Rồi xong rồi mình lật lại, mình úp mặt những cái que đó mình đột. Đường sang phấn thì nó nằm leo lên keo 1 ly. Rồi bây giờ mình đột là cách lọt xuống, cách ra 1 ly so với cái đường sang phấn khi nãy. Rồi đột phía sau, rồi quay lại trừ cái khoảng giữa ra, rồi mình đột hai cái đầu trên của cái cổ thân trước vô, như vậy nó không có bị lộn. Rồi bắt đầu mình nắm cái thân sau, mí sau của cái cổ đó mình gắn vô với cái đoạn sang kia của cái thân sau. Rồi cũng cách một phân y chang như là lúc mình làm dấu phấn bên cái bầu vậy đó các bạn. Rồi đọc xong đó thì mình bật cái ba lớp đường may đó, hai lớp của cái bầu với cái thân đó, các bạn kéo trở ngược lên cái bầu, các bạn đột ép một chân vịt hết. Rồi đọc ấy, rồi đọc bật qua xong rồi mình dứt bỏ cái đường chỉ thưa khi nãy mình đọc dằn đó, đột dần dính hai lớp keo với lớp kia đó. Đó bây giờ là thành phẩm của mình, các bạn thấy thế nào cho mình biết ý kiến nha. Và video của mình đến đây đã hết rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.